Tấm lòng, nơi khơi nguồn của sự sống. Tấm lòng là nơi cảm xúc và khát vọng trú ngụ. Tâm trí giúp chúng ta suy nghĩ, phân tích đúng và sai, nhưng tấm lòng lại hàm chứa những vui buồn, yêu ghét. Đó là lý do tại sao tấm lòng là khơi nguồn của sự sống. Từ tấm lòng có thể sản sinh ra những ý nghĩ tốt lành, thì cũng chính tấm lòng sản sinh ra những điều sai trái. Từ tấm lòng trung thành kính sợ Chúa, Daniel đã quyết định giữ trọn lòng mình, không phạm tội với Chúa. Nhưng cũng từ tấm lòng tham lam, Judas Iscariot đã phản ngài. Khi bạn làm việc, Chúa nhìn vào động cơ và tấm lòng, không phải vẻ bên ngoài. Bạn có thể làm giả bên ngoài, nhưng không thể làm giả bên trong. Tấm lòng vui mừng bình an sản sinh một con người khỏe mạnh. Tấm lòng buồn bã lo âu sản sinh một cơ thể bệnh tật. Tấm lòng là mảnh đất, bạn là người gieo giống. Kết quả thế nào phụ thuộc vào hạt giống mà bạn gieo. Hãy là người khôn ngoan để lựa chọn hạt giống tốt nhất cho tấm lòng của bạn. Hãy nhờ cả Chúa để gìn giữ tấm lòng của mình. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.